Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở xã Quế Minh, huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam. Thì ngày hôm nay Phi cũng nhận được một cái thông tin của quý vị khán giả chia sẻ là tại địa phương đây có một cái hoàn cảnh gia đình này hết sức là ngặt nghèo. Một người vợ thì bị căn bệnh ung thư vú thì phải, nằm một chỗ cũng gần 10 năm qua. Thì Phi thấy cái hình ảnh rất là tội nghiệp khi mà cái chân của cái cô đó là bị gãy sao đó mà tréo cái chân qua, rồi nhìn rất là tội nghiệp luôn đó. Còn người chồng của cô thì cũng bị vấn đề về u não gì đó. Nói chung có hai vợ chồng và hiện tại là có một người con trai, thì em trai này đi làm công nhân quý vị, bây giờ cũng đã nghỉ việc và về lo cho cha mẹ. Hiện tại là Phi đang tìm kiếm cái căn nhà để đi vào bên trong. Quý vị cũng đã thấy xung quanh đây thì núi non bao phủ nè, dạng như là một cái thung lũng vậy. Phi được biết là cô này là tên Nguyễn Thị Cầu quý vị. Cho con hỏi, nhà của cô Cầu là vô đây đúng không? Dạ. Bây giờ quý vị cùng Phi đi vào bên trong nha. Hôm nay thì nhiệt độ nó cũng rất là nắng nóng quý vị. Quý vị thân mến, thì Phi cũng tìm được đến nhà của cô Cầu. Thì bây giờ là trước mắt của quý vị là cô Cầu và chồng của cô và một người con trai. Bây giờ là con cũng làm bên cái chương trình thiện nguyện giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Thì con cũng biết cái hoàn cảnh gia đình cô chú như thế, con đến con tìm hiểu cũng như là làm một chương trình để hỗ trợ kinh phí để cô chú có thêm điều kiện uống thuốc ha. Bây giờ là chú chia sẻ sơ qua một tí về tình hình bệnh của cô như thế nào được không? Nói chung cô rơi bệnh là nay đây là 10 năm. Cô bị 10 năm. 10 năm. Yeah. Trong khi cũng tái phát di căn là bệnh này 2 năm rồi. 2 năm là di căn á. Là mới nằm đây là cỡ 4 tháng. Yeah. Mà nằm liệt luôn á. Nằm liệt giường là 4 tháng ha. Có nghĩa là cô là bị di căn là bệnh nặng là 2 năm trở lại đây. 2 năm. Dạ, là cô nằm một chỗ là 4 tháng. 4 tháng. Nhưng mà lúc trước là cô có đi đứng được không? Trước cái 2 năm đó đây rửa đó đi dụ đó xăng rồi đó. Dạ. Chứ sau 2 năm là cô ngồi dậy rồi ăn cơm rồi nằm trở xuống rồi. Chỉ nhưng có mà, nằm liệt là 4 tháng trở lại đây. Nhưng mà cái chân của cô là bị lâu chưa? Mới đã bị cùng nằm xuống là bị liền. Là 4 tháng rồi hả? 4 tháng. Của cái chân của cô là hồi trước bị sao mà bây giờ nó tréo qua như thế này đây? Không, nói chung chỉ có cái rửa đó nằm lật qua lật lại là nó bị trật cái khớp. Trật cái khớp tréo qua luôn. Bây giờ cái khớp nó là nó dạng như nó tréo qua luôn đó. Tréo qua luôn, trận trật cái khớp luôn rồi. Yeah. Cái cũ này nó trật luôn đó. Dạ, yeah, giống như là mình bẻ một cái con gà gì đó đúng không? Nó trật cái cục này rồi ngập luôn. Cái khớp nó lật qua một bên luôn. Lật luôn một bên. Dạ. Yeah. Là hiện tại là cô là bị căn bệnh ung thư vú. Dạ. Đã 10 năm. 10 năm. Nhưng mà đã phẫu thuật rồi đúng không chú? Phẫu thuật rồi. Phẫu thuật rồi. Phẫu thuật cắt một bên rồi hả? Cắt bên. Dạ. Cô đây quý vị ơi, thì cô là Nguyễn Thị Cầu đúng không? Nguyễn Thị Cầu. Bây giờ là con hỏi cô vài câu nha. Dạ. Cô là hôm nay cô thấy sao rồi, trong người cô sao? Có khỏe không? Mệt. Quá mệt hả? Mệt chứ không? Cô nói không ra hơi tiếng. Cô nói không được luôn hả? Nói không ra tiếng luôn. Không ra tiếng. Nhưng mà ăn uống được không cô? Ăn 4 năm muỗng rồi đó. Ăn 4 năm muỗng rồi hả? Bây giờ là mình còn uống thuốc gì không? Có chứ. Uống thuốc kia giống gì cả. Giảm đau. Uống thuốc giảm đau thôi hả? Mua 7 đứa là 250 ngàn được. Dạ. Yeah. Bây giờ cái tay cô là cũng liệt hết luôn. Liệt y luôn, để nên như vậy luôn đó hả? Liệt hết rồi. Ô trời ơi. Mọi người thấy cái tay của cô là nó trong hai tay này là liệt luôn. Liệt cả người luôn đúng không? Liệt hết luôn. Liệt cả người nằm một chỗ như thế này là 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Dạ. Hiện tại là cô cũng vệ sinh tiểu tiện một chỗ luôn ha. Tiểu tiện một chỗ. Cũng tốn tiền luôn nữa đó. Rồi lúc trước là cô chạy chữa ở đâu? Ở bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Ung Bướu Đà Nẵng hả?
Cô chạy ngồi đó là tính đến nay là 10 năm rồi đó. Mười năm. Rồi cô cắt cái một bên là vào mấy năm trước hả? À, vô 54. 24 là cô cắt một bên hả? Mặt một bên. Bây giờ là hình như cũng đã di căn rồi hả cô? Di căn hai nè là. Di căn qua bộ phận nào cô biết không? Di căn qua xương. Di căn qua xương rồi hả? Qua xương cái bác sĩ. Cái chợ có về. Hút thuốc giống di căn quá. Giống đau uống được hai Bây năm. giờ chủ yếu là uống thuốc giảm đau thôi. Giống đau. Cầm chừng đó hả? Cầm chừng nữa đó. Rồi mình có uống thuốc nam gì không? Không. Mấy kỳ sữa uống thuốc nôn. Chợ Trước quá 2 nặng năm rồi. thì có uống thuốc nôn. 2 năm trước là có uống thuốc nam đúng Mà chợ quá nặng rồi. không? Giờ quá nặng rồi không không dùng thuốc gì được hết. Giống Tới giống đau. giống đau. Đâu vì thấy chân của cô hình như cái chân này cũng phù rồi đó đúng không? Phụ. Chân này phù rồi nè. Đó. Rồi cái tay cũng Tay này cũng phù rồi nè. phụ. Mà đặc biệt cái chân của cô là nó tréo qua một bên như thế này như vậy. Rồi cô có thấy đau nhất chỗ nào Đau chứ không? không? Đau hả? Đau nhất nó đáng ngứa lắm. Nóng, nóng đầu người hả? Sốc người luôn. Bốn tháng nằm y thế. 4 tháng qua là nằm y như vậy luôn. Một thấy. Là trong người cô lúc nào cũng thấy nóng hết đúng không? Nếu khách thì. Nóng toàn thân. Rồi cô cũng không mặc áo luôn hả? Nóng quá chịu không nổi hả? Cũng hai tay nên mặc không được. Ngồi dậy không được, tháo ốm không Bốn được. con rồi không mặc Rồi nằm như không. vậy có bị lỡ không? Lỡ cái Hồi đó có lỡ mà mình làm sức lỡ quá. lo sức rồi. Đây quý vị nhìn rất là tội luôn. Cô năm nay là 60 chưa? 60. 60 đúng rồi, Dạ, 60. cô 60 rồi quý vị. Còn chú bao nhiêu? Cũng 60. Cũng 60 à, hai cô chú cùng tuổi luôn. Cô nghe nói là chú là cũng đang bị bệnh gì ạ? Chú hồi trước là bị lô xương. Lao xương hả? 3 năm cái chuyển của bị viêm màng não. U xương rồi chuyển Cái qua chuyển viêm viêm màng não. viêm màng não. Cái đến mới đã cách cỡ 1 tháng là chuyển qua bị tim. Bệnh tim nữa hả? Tim bệnh viện cho nhập viện mà trời điều kiện nhỏ không thể nhập viện được. Bệnh viện thì nói là nhập viện để chữa trị Chữa trị nhưng mà chú cũng không có điều kiện, không có điều kiện, thành không thử ra là ở mua thuốc nhà về nhà uống mua thuốc về nhà tự uống điều thôi. trị. Hiện tại là chú bị như thế nào, cái tay chân đó? Tại hồi đó là cũng sưng nè, cái mổ ra cái chân rút hết Một cái tay phần nó mà bị rút rồi nè, rút là không xè ra được hả chú? không rồi đó không? Nó rút cứng ngắc Nó nữa rút hả? cứng ngắc nè. Ồ, như vậy Hồi nãy sân chỗ này là bốn nam quý vị thấy không? Đây là một cánh tay của chú bây giờ là đã rút rồi, không có thể co giãn được đúng không? Nó rút cứng ngắc luôn nè. Đã hồi đó không mẫu đó. Không co giãn luôn nữa hả chú? Không có giỏi. Cứng ngắc như vậy luôn. Rồi cái bệnh tình của chú bữa nay nó như thế nào rồi? Thì mới uống thuốc tim nó thì ra đất uống thì cũng không lòm ở không ở không thì cũng đỡ đỡ mà lòm ở trên lòng mệt làm là xíu là nó mệt mệt đúng không, thở là không do cái tim của mình. tim đập nhanh cái là Lúc trước là chú chắc cũng làm mấy sào ruộng thôi cũng lòm rụng rồi, hồi đó cũng đi lòm mọc rồi chứ mà sao này rồi cũng bị đổ bệnh ra cái thôi ở nhỏ. Cô chú có được mấy người con? Có câu đó với lại con bé chẳng có chồng ở Một đứa con gái là có chồng có rồi, chồng. còn mình em trai này đây. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 25 tuổi. 25 rồi. Dạ. Rồi nghe nói là làm công nhân ở đâu? Dạ em làm trong Sài Gòn. Làm Sài Gòn mà về đây lâu chưa? Dạ từ khi mẹ đổ bệnh là về đây là được 4 tháng. Mới về đây 4 tháng hả? Dạ. Có nghĩa là lúc mà mẹ nằm xuống một chỗ là em nghỉ việc trong đó em về đây. Dạ đúng rồi. Em về em lo cho mẹ. Dạ. Làm công việc trong đó thì có ổn định không? Dạ em làm trong đó thì cũng đủ chi tiêu với lại thuốc thang cho mẹ thôi. Rồi bây giờ mình về rồi, bây giờ cái kinh phí đâu mà để lo cho mẹ, lo cho ba? Dạ em cũng nói chung là nếu mà lúc mà thiếu thốn thì em vay mượn. Đi vay mượn. Dạ vay Vay mượn bà con hàng xóm rồi đó hả? dạ bạn bè ví dụ như có ai có mà nó dư dả thì thơ thơ tiền thì em mượn rồi mai mốt là em đi làm Đi em làm trả rồi lại. đã sao ha? dạ Rồi chị dạ của em là có chồng có con ở xa không? dạ chị em có chồng ở Bình Định Bắc này. Bình Định Bắc hả? dạ Rồi có hay về thăm ba mẹ không? dạ cuối tuần thì chị em rảnh rỗi thì chị mới về được. Rồi có phụ giúp được gì không? Dạ, Ba đứa còn tại đứa vì con còn nhỏ. tại vì chị em hai đứa nhỏ quá mà gia đình gì đó cũng rất rất chi là khó khăn nên là cũng không có phụ giúp được gì nhiều. Có nghĩa là
chị gái là có hai đứa con nhỏ đúng không? Dạ. Rồi cũng khó khăn quá. Dạ. Cho nên cũng về thăm vậy thôi chứ cũng dạ. Nói chung cái phụ giúp là cũng dạ. cũng khó ha. Dạ. Chồng chị cũng bị gan nữa nên là rất là khó khăn. Chồng của chị cũng bị gan, ung dạ. thư gan rồi. Dạ. Bị u gan. U gan. Dạ. À, quý vị cũng đã thấy cô cầu là hiện tại là phải thông tiểu ra luôn hả? Thông tiểu hả chú? Cứ mỗi tuần đó là quân bệnh viện quân tha là 200 bo vậy. Một tuần là có y tá vô thay. Thay cái ống dây này hả? Cái ống dây nó 200 bo. Ống dây này 230. Một tuần là thay một lần. Một tuần thay lần. À, cái này để lâu là sợ nó viêm nhiễm đúng không? Viêm. Dạ. Rồi cô ăn uống là mình đút cho cô ăn hả? Đút. Rồi nó ăn bữa 2-3 muỗng bo muỗng đó. Ăn bữa 2-3 muỗng thôi. 2-3 muỗng. Dạ. Nhưng mà thấy cô nằm như vậy cũng tội quá ha. Cái thấy ra nó bóng thoáng rồi. Dạ. Nhưng có mặc ba bi gì không hay không, là bộ cơ nó trong trần cái chân tréo rồi khó cái chuyện mặc ba bi. Cái chân tréo qua là giờ khó mặc đúng không? Khó mặc với lạnh nóng. Dạ. Bây giờ là vệ sinh thì khi nào cô đi thì mình dọn là vậy. Mình tự. Hôm nay thì con cũng mang một cái lon sữa. Lon sữa dành cho bệnh nhân ung thư. Vừa rồi là cũng có cái chị kia là chồng của chị là cũng bị nhưng mà chồng chị mất rồi, còn máy lon sữa là chị gửi để con gặp ai thì con giúp, nhưng mà đây là cái lon sữa cuối cùng nha. Đó thì con gửi tặng cho cô để cô có thêm ít sữa cô uống. Rồi đây là một cái máy nghe kinh, thì ví dụ cô muốn nghe thì chú mở cho cô nghe ha. Dạ. Không cái gì đâu, có cỏm ăn. Dạ. Dạ. Rồi qua đây thì con cũng làm một chương trình và thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cô chú một cái khoản tiền là 15 triệu. Thì với cái số kinh phí này cũng mong là cô chú có thêm được cái viên thuốc hay là có thêm được miếng cháo, miếng sữa gì đó là để cô chú dùng ha. Dạ. 15 triệu thì gồm có của các nhà hảo tâm sau. Là gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu. Anh Lê Văn Huy ở Cần Thơ là 1 triệu. Anh Hùng ở bên nước Anh là 1 triệu. Anh Vương Quốc Dũng ở Canada là 1 triệu. Chị Nga Võ ở Thụy Sĩ là 1 triệu. Các cô chú Tiên Lành Nguồn Phước tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Bà Huỳnh Thị Liên ở Biên Hòa, Đồng Nai là 1 triệu. Chị Phạm Thị Chiến là 1 triệu. Cô Hồng ở bên Pháp là 1 triệu. Anh Phước Lê ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Hoàng Thị Nga là 1 triệu. Anh Võ Thành Nghĩa là 1 triệu. Chị Phạm Thị Hồng Lan là 1 triệu. Và một chị giấu tên là 1 triệu. Tổng số tiền 15 triệu. Chú Hạ. Nói chung là chúng là chuyện gia đình. Không có gì hết. Xin gửi lời chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đến với gia đình. Con gửi chú 15 triệu nha. Chú là tên gì ạ? Trung. Chú Trung hả? Dạ. Đây vợ chồng chú Trung và cô Cầu 60 tuổi quý vị. Hiện tại thì Phi nhìn thấy là cô cũng rất là yếu và rất là mệt đúng không? Cô không thở oxy hả? Trong thở thì còn đỡ chưa đến nỗi oxy là không quen rồi. Nói chung thở là vẫn còn thở được đúng không? Dạ. Chủ yếu là trong người mình nó lúc nào nó cũng mệt rồi đau nhất. Chủ yếu là mình dùng thuốc giảm đau á hả? Giảm đau. Cô dùng là một ngày là bao nhiêu viên? 6-7 viên hả? Một ngày 6-7 viên như vậy. Là thuốc này là cực mạnh luôn. Cực mạnh. Hết cái loại giảm đau là không cần. Cái này là cái loại cuối cùng của giảm đau. Đi hỏi ra tới ngoài Nam Phước chỉ có lọ nữa rồi. Chứ độ này là mạnh nhất đấy. Mạnh nhất đó. Là một vỉ như vậy là bao nhiêu tiền? Là ở đây là 90-90 nghìn một vỉ đó. Hai vỉ là 180. 180. Dạ. Lọ này là một ngày mà dùng 6-7 viên như vậy. Nhưng mà giảm đau thì nó chỉ cho mình cái giảm đau tức thời thôi. Tức thời thôi chứ hắn không phải trị bệnh rồi. Dạ, nó giảm đau tức thời cho cô đỡ đau, cho qua cái cơn đau thôi đúng không? Chứ còn uống vô nhiều nữa là cũng không tốt hả? Hắn uống vô nhiều là một xương. Một xương, dạ. Trời, ví dụ trời cũng tặc cái khớp ra chứ không giống động hắn gã chuột khóc nữa là còn mệt nữa. Dạ. Rồi như vậy rồi mình cũng không đi bệnh viện lại luôn hả?
hồi nó đặt cái là rất là cái máy công bệnh viện cua hắn cũng nói là thầu chặt nó đem cua nó là lắm quan trọng để đa rồi xe là cũng bệnh nữa sợ chân gì cô giờ nhiều dạng như cái xương của cô mục rồi uống thuốc giảm đau cua nhiều lắm mục rồi mà giờ mà rưng lên có thể là bị gãy phương tiện đi lại rất khó thử cua tới bệnh viện rồi không khéo rồi gã nữa là chỗ này mà xe mà cứu thương là vô cũng hơi mệt có thể đứng qua đường đó là phải đẩy ra đẩy ra cái mà chờ có cái ví dụ để băng co ra mà không là giẫm bồng để lên băng co. Nếu trong cô là bị 10 năm rồi cũng lâu chứ một lâu. Lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì thấy cô cũng rất là mệt. Hiện tại là cô ăn cũng được vài ba muỗng. Ba muỗng. Một bữa ăn hả? Em uống sữa vôi. Một bữa là vài ba muỗng thôi. Còn ngủ là thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Thức trắng không ngủ được xíu nào luôn hả? Không ngủ được. Là khi mà nằm xuống nhắm mắt lại là nó đau nhất anh chị không đau nhất có khi đang không mở dám được mắt hết rồi. Không nhắm được luôn hả? Rồi chắc là thấy rất là mệt mỏi ha. Mệt mỏi. Bây giờ cô có cái điều ước gì không? Cô điều ước là không nhờ tệ tệ gì giúp đỡ cho gia đình cô. Cô cảm ơn trước mắt là phải được có làm đến với gia đình cô cũng ơn con nhiều. Cô có ước gì cho cô không? Ước chứ. Ước cô mà trời mà thần thánh rồi cho cô khỏe lẹ. Cô có tiền cô trị bệnh được mà trời chắc hết rồi. Giờ hết rồi hả? Giờ chắc là cô cũng biết rồi ha. Cô biết rồi. Bây giờ mà ví dụ mà có thần y tái thế thì có thể giúp được cô ha. Thần y tái thế gì? Chị con ké đừng khổ quá. Bây giờ là có tiền thì cho cô ăn uống được bao nhiêu đó thì cô ăn uống ha. Còn cho chú đi chữa bệnh ha. Em là 25 tuổi hả? Như vậy là mình làm trong Sài Gòn bao lâu rồi? Em làm năm ngói hả? Làm năm ngói hả? Mới đi năm ngói thôi hả? Chắc là cũng chưa có gia đình vậy đúng không? Em chưa có gia đình. Rồi thấy ba mẹ bệnh như vậy rồi cũng bỏ công việc về đây lo. Năm nào thì cũng vài tháng em trở về nhà đưa mẹ với bố đi bệnh viện. Nên là gián đoạn rất là nhiều thời gian của em. Khi nào là có chú dự định là mình đi lại bệnh viện để mình khám về cái bệnh của chú? Thì bữa nay là cái mệt là phải đi qua bệnh viện khó mà bệnh viện thì nó là phải nhập viện rồi cũng theo dõi cái vài ba bữa là chuyển viện mà có chờ điều kiện gia đình rồi chú không thể đi được. Bây giờ cô thì bệnh nặng thế này nữa ha, nhưng mà chú cũng phải đi khám coi thử tình hình cái bệnh của mình nó sao chứ còn để mà nặng quá thì cũng nguy hiểm. Và rồi bác sĩ nó là thôi xin nó thôi để cho em về. Bây giờ là chú đi bệnh viện nào? Bữa đó là không mạch quá rồi khó thở xuống bệnh viện Quế Sơn. Chủ yếu là bệnh tim đó hả? Tim là nói là sao? Bị chi tim nữa. Cái này là chú nên cẩn thận chứ không nặng hơn là hở van tim. Nặng hơn thở van tim hả? Nặng hơn. Dạ. Vì bình thường để cho mà mệt mà không kịp thời là Có thể là tắt thở đúng không? Cái bệnh này là dễ dẫn tới đột quỵ. Còn cái viêm não gì đó sao? Viêm xương, viêm não xương. Nó thì rất lâu lâu mua thuốc uống rồi. Rồi còn lâu xương. Lâu xương nó thì hồi đó điều trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch một tháng. Cái về là uống thuốc 6 tháng. 6 tháng mà trừ ra. Ví dụ ra lòm cái sân. Ví dụ lòm cho nhẹ nhẹ cái sân. Lâu xương là chỗ này nè hả? Cắt cái chỗ này nè hả? Bây giờ cái tay này của chú là chắc cũng không làm được không gì đâu. Không lòm chi được cả. Tay trái ha. Giờ cái tay đó coi như là để vậy thôi chứ cũng không có thể mà nấm hay gì hết á. Thôi bây giờ là chú cầm tiền đó rồi để lo cho cô mua thuốc mua gì đó cho cô uống rồi ăn uống. Còn thì chú đi khám
coi thử bệnh của mình sao ha. Thưa chú, cũng chân thành cảm ơn thầy với đã những người ta nhỏ ta trợ. Thôi cô ráng nghe cô. Dạ cô ráng đi, ráng ăn uống được chừng nào cô ráng có ăn vô ha. À, sao mà giờ mình cũng không dùng thuốc nam gì hết hả? Không dùng thuốc nam. Lúc trước là có. Lúc trước Hà Nam đó thì cũng có dùng thuốc nam. Sau Hà Nam đó là cũng bị di can rồi, do bệnh viện ông bướu là nó di can vô xương rồi thôi. Hồi đó chỉ có là dùng thuốc giảm đau thôi. Chịu thôi. Chỉ bệnh viện mà cũng thôi về chứ cũng không nhập viện làm gì nữa. Lúc trước là cô dùng thuốc nam là cô dùng cô uống cái thuốc gì? Nói chung là ví dụ ở ngầu hộ bà cái lá chứ là mình tìm đó đó. Hộ bà cái lá gì là mình uống lá đó? Uống lá đó. Nhưng mà vô bệnh viện thì giờ bệnh viện nói là giờ nó qua xương nặng quá rồi. Di can vô xương. Bây giờ chủ yếu là giảm đau được chừng nào hai chừng đó thôi. Vì ví dụ uống đau là mua thuốc giảm đau. Dạ. Rồi, thưa quý vị ha. Bây giờ là nhìn cô rất là tội luôn. Cô cầu thì bây giờ phải thông tiểu ra rồi vệ sinh một chỗ thế này, ăn uống cũng không được bao nhiêu hết. Mà cơ thể của cô thì đau nhất cả ngày cả đêm, ngủ cũng không được luôn. Thì thôi cô cố gắng nha, ăn cho tốt vô xíu nữa ha. Dạ. Giờ con cũng xin phép. Dạ. Cũng mong là chú đi khám đi rồi coi chở bệnh của mình sao rồi chữa nha. Dạ, bây giờ con xin phép nha. Cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. Thì Phi cũng xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha. Dạ. Yeah.